Chào các bạn, tôi là Sandra Snod đến từ Pháp. Kênh của tôi đề cập đến nhiều chủ đề nhưng chủ yếu là triết học, dưới nhiều hình thức khác nhau. 3 tháng trước, tôi đến Kathmandu ở Nepal để sống cách ly trong 10 ngày. 10 ngày hoàn toàn tĩnh lặng, không internet, không TV, không điện thoại thông minh. Không sách, không bút, không giấy tờ, chỉ có bạn hiện diện cùng tâm trí. Việc đó khá là khó, bạn phải đấu tranh với bản thân, với suy nghĩ của mình và cả sự buồn chán nữa. Tâm trí của bạn muốn trốn thoát đến mức bạn bắt đầu nhìn thấy những thứ không tồn tại. Giống như tôi nhìn vào bức tường và thấy những con chữ đang nhảy múa. Vì màu sắc của sơn hoặc khi nhắm mắt lại, tôi có thể thấy ảnh gíp như những chú mèo, hoặc ví dụ như dáng người đi, rất trừu tượng. Thật sự kỳ lạ. Khi nhìn vào cơ thể mình, tôi thấy trắng trợn xung quanh. Cố gắng tìm cách ăn thịt tôi. Kỳ lạ là việc đó thật đến nỗi. Nó mang đến cho tôi trải nghiệm thật đẹp. Tôi đã gặp hiện tượng đó 2 lần. Mỗi lần như vậy, đầu tôi tràn ngập ý tưởng về kênh và chương trình của mình. Dĩ nhiên là cả cuộc sống của tôi nữa. Tôi có phải là người duy nhất trở nên sáng tạo nhờ sự buồn chán không nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi. Tiến sĩ Sandiman đã thực hiện thí nghiệm. Bà yêu cầu 40 người thực hiện một nhiệm vụ rất thú vị. Là chép số điện thoại từ niêm giám điện thoại. Việc đó thật sự tẻ nhạt. Bà yêu cầu họ chơi và nghĩ ra cách sử dụng khác nhau cho 2 chiếc cốc xốp. Bà đề nghị 40 người khác chỉ cần chơi với cốc xốp. Đây mới là phần sáng tạo. Bà nhận ra rằng những người làm nhiệm vụ tẻ nhạt đầu tiên sáng tạo hơn. Trên thực tế, sự buồn chán là một phần của sự sáng tạo, là chân lý mà chúng ta đã biết từ hàng thế kỷ. Kierkegaard là một triết gia thế kỷ 19 người Đan Mạch. Tôi thích một câu nói dẫn của ông, vì Chúa buồn chán nên mới tạo ra con người. Trên thực tế, sáng tạo là sự tổng hợp của những thứ mà tất cả chúng ta đều biết. Về cơ bản, sáng tạo là kết hợp 2 ý tưởng với nhau, hoặc chọn ra một trong 2 ý tưởng. Sáng tạo là kết hợp, cấy ghép hoặc loại trừ. Để làm được điều đó, bạn phải nảy ra ý tưởng và điều đó cần có thời gian suy ngẫm. Và nếu muốn nảy ra ý tưởng, thì bạn phải trở nên buồn chán. Graham Linehan là người sáng tạo của X-Crowd. Các bạn biết chương trình X-Crowd chứ? Trong một cuộc phỏng vấn, ông nói rằng, tôi phải sử dụng tất cả chương trình không nối Internet, buộc tôi phải. Buồn chán vì buồn chán là một phần quan trọng của việc sáng tác, và Internet khiến con người ta rất khó buồn chán. Quá trình sáng tạo đòi hỏi bạn phải có thời gian buồn chán, rơi vào thế bí. Ngắt kết nối Internet, đừng bảo người dùng YouTube làm thế nhé. Hay là làm thế nhỉ? Đó là vấn đề đối với công việc của chúng ta. Chúng ta đối mặt với thử thách to lớn vì luận điệu rằng thuật toán yêu cầu chúng ta phải đăng video để xuất hiện trên YouTube, tăng lượt xem và mức độ tương tác. Và vì chúng ta là một phần quan trọng của Internet và lĩnh vực giải trí, việc cắt mạng có vẻ không hợp với lẽ thường. Đó chính là việc tôi đang đề nghị các bạn làm. Tôi đề nghị các bạn không bật điện thoại hoặc máy tính vào thứ hai tới. Vào giờ đầu tiên trong ngày, các bạn sẽ ngạc nhiên đấy. Đừng sợ bạn cảm thấy buồn chán, hãy sợ khi người khác thấy mình tẻ nhạt. Cảm ơn các bạn. Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.design.